Hey, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Dion TV. Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một chuyên mục mới, đó là Drama on Facebook. Thì gần đây trên Facebook đang có rất là nhiều những thị phi. Như các bạn đã chơi Facebook thì biết, đây là một nhân vật khá là nổi tiếng hiện nay, đó là Trần My, cô nàng bán hàng thị phi. Có thể nói là gần đây Trần My đang gặp rất là nhiều chuyện trong chuyện kinh doanh của mình, và bị người ta tố là đã quỵt tiền, mà số tiền lên đến là 2,7 tỷ. Và cô đã có rất là nhiều những lời thanh minh của mình, nhưng mà có vẻ thì không được sự đồng tình của cư dân mạng cho lắm. Cho nên hiện nay cô đang gặp khá là nhiều vấn đề trong chuyện kinh doanh của mình, cũng như là lẫn trong chuyện đời sống cá nhân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử cô nàng Trần My này thật ra là ai. Đây chính là Facebook của Trần My, cô nàng bán hàng thị phi trên mạng hiện nay có rất là nhiều phát ngôn. Đây là những lời mà cô đã thanh minh cho mình trong vụ bị bên nhà sản xuất tố là đã quỵt đi 2,7 tỷ. Và chuyện này thật sự là người ngoài cuộc cũng không biết như thế nào, nhưng mà thật sự thì có rất nhiều người và rất nhiều comment tố cô là người đã quỵt đi số tiền khổng lồ này vì không trả cho nhà sản xuất mà bị họ đưa đơn kiện. Ok, thì hôm nay Drama on Facebook lần đầu tiên mình sẽ nói về nhân vật khá là thị phi này, và nói một đôi nét về Trần My. Thì Trần My là một hot girl của bây giờ, cũng đã trở thành một nhà sản xuất của hãng mỹ phẩm Minawan, là một người khá là nổi tiếng và có những phát ngôn rất là gây sốc ở trên những cái livestream mà bị mọi người bàn tán rất là nhiều. Và dần dần đó trở thành một câu nói như là một cái trend. Và cô nàng này càng ngày càng nổi tiếng, và mỗi lần livestream thì đến tới 2,000+ người xem để theo dõi. Nhưng mà thật ra số đông là muốn vào để xem coi Trần My có phát ngôn gì không, để bắt bẻ cô ấy, chứ thật sự là không phải là để muốn coi sản phẩm cô ấy giới thiệu trên livestream mà như thế nào. Tuy nói đi nhưng cũng phải nói lại, thì Trần My đã bán được với số lượng sản phẩm rất là lớn, và hệ thống kinh doanh của cô là gọi là hệ thống kinh doanh khổng lồ. Và thật sự điều này là một điều khá là bất lợi khi Trần My dính vào những cái thị phi như thế này. Vậy thì các bạn biết như thế nào về Trần My, và các bạn hiểu như thế nào về cô ấy, và thị phi này ai sẽ là người nắm rõ nhất, và liệu Trần My có bị truy tố trước pháp luật vì bị kiện là đã quỵt đi số tiền 2,7 tỷ hay không? Thì chúng ta sẽ chờ xem kết cuộc của Rama này trên Facebook là như thế nào. Ok, thì Rama on Facebook đầu tiên của mình chính là nói về vụ việc này. Nếu các bạn nào biết rõ hơn về thông tin thì hãy comment bên dưới, và nếu cảm thấy hay thì hãy like và để lại một subscribe cho Dion TV. Ok, thì để biết rõ hơn về Trần My thì chúng ta hãy xem một số các tài liệu của cô ấy ở phía sau nhé. Ok, bye bye. Ủa chứ nhiều má, con đĩ quyền trình. Tự nhiên 550 chia 2 bằng 225.000 hả má? Ủa chứ. Oh, Miss Kolo, the Mac Libita, Miss Glass, Lensing, Water, Ryan, Sister, Vinskin, Parapen.